Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Liên Minh Confession. Các bạn có để ý rằng là Damwon Kia của hiện tại sở hữu dàn huấn luyện viên chất lượng đến nhường nào không? Có huấn luyện viên Koma và phân tích viên Danny, tổng cộng lại cũng phải 4 cái chức vô địch chung kết thế giới chứ chẳng đùa. Cộng thêm một bộ khung toàn diện khi botlane của họ đã tìm lại phong độ. Ai có thể ngăn cản họ vô địch LCK mùa hè và bảo vệ ngôi vương thế giới chứ? Ngất ngây với bộ ảnh cosplay Zenix đẹp hơn cả bản gốc. Tiếp bước Hà Tiêu Phu, cựu đội trưởng Isurd Fest chính thức gia nhập tổ chức từng vô địch chung kết thế giới Gen Z Esports. Vừa trở lại đội tuyển cũ, huấn luyện viên Danny đã được Khan khen nức nở. Tôi cực kỳ kinh ngạc vì kiến thức của anh ấy. Viego ăn no hành trong phim ngắn cuối cùng của Vệ binh Ánh Sáng, game thủ thất vọng vì cái kết thiếu hoành tráng. Nhìn cosplay Zenix thế kia thì tôi lại phải làm luôn một game lấy tinh thần mới được anh em ạ. Đùa chú thôi, chứ mình đang thực sự rất vui khi thấy Zcom là cái tên tiếp theo gia nhập tổ chức LCK. Và đặc biệt đó còn là Gen Z, một tổ chức tiên phong và khai màn cho việc tìm kiếm tài năng Việt Nam. Hy vọng sau Hà Tiểu Phu, sau Zcom sẽ là những cái tên mới triển vọng và là tài năng của Liên minh Huyền thoại Việt Nam gia nhập những tổ chức hàng đầu như vậy. Tương lai của Liên minh Huyền thoại Việt Nam chắc chắn sẽ mở ra một chương mới. Nên các bạn đừng tiếc một like và một subscribe cho chúng mình để theo dõi những nội dung mới nhất nha. Còn bây giờ thì bắt đầu đến với bản tin nóng tối nay thôi. Shop Liên minh Confession, shop nick liên minh uy tín giá rẻ với hàng ngàn nickname tự chọn, vòng quay du hấp dẫn, nhận chục nghìn RP, skin VIP, khuyến mãi 10% thẻ cào và 25% khi nạp qua ATM và Momo. Shop Liên minh Confession.com, sắm ạt thả ga, không lo về giá. Áp đảo ở đường trên để giúp RNG có chuỗi thắng siêu dài, Xiaohu đã phá luôn kỷ lục của The Sai tại LPL. Vào ngày 2 tháng 8 vừa qua, thì đội hình tiêu biểu của tuần 8 giải đấu LPL mùa hè 2021 chính thức được công bố. Những cái tên cho đội hình này như Xiaohu, Aki, Kramer, LWX, Minh đều là những tuyển thủ thi đấu xuất sắc và sở hữu những thông số vô cùng ấn tượng trong tuần 8 của LPL mùa hè 2021. Điều đặc biệt ở đây đó là tuyển thủ Xiaohu của Royal Navy Keep Up đã được vinh danh là đường trên xuất sắc nhất LPL mùa hè 2021 trong 4 tuần liên tiếp. Thành tích đáng nể này giúp Xiaohu phá vỡ kỷ lục về số lần góp mặt liên tiếp trong đội hình tiêu biểu của tuần ở vị trí đường trên được lập ra trước đó với The Sai. Cụ thể thì The Sai đã được vinh danh là đường trên xuất sắc nhất trong 3 tuần liên tiếp tại LPL mùa xuân 2020. Kỷ lục này đã tồn tại hơn 1 năm cho tới khi nó vừa bị xô đổ bởi Xiaohu. Có thể nói rằng Xiaohu hiện đang là trung tâm trong lối chơi của Royal Navy Keep Up khi anh thường được chăm sóc rất kỹ lưỡng bởi hai đồng đội ở vị trí đi rừng và đường giữa. Một khi RNG đã giúp Xiaohu có được lợi thế, thì tuyển thủ này sẽ biết cách để tạo ra áp lực khổng lồ lên đối phương và mang về chiến thắng cho đội nhà. Những chỉ số KDA như 10.8, chênh lệch vàng so với đối phương lên đến 4.410 tiền là quá đủ để chứng minh cho sự áp đảo của Xiaohu trong tuần thi đấu vừa qua. Có một sự thật khá thú vị đó là trước khi mùa giải 2021 khởi tranh, Xiaohu vẫn là một tuyển thủ đứng giữa. Anh chàng này bất đắc dĩ phải chuyển lên vị trí đường trên khi Royal Navy Keep Up không tìm được một top laner như ý ở giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải 2021. Mặc dù vậy, quyết định đổi vị trí này lại mang tới những thành công cực kỳ lớn cho RNG và Xiaohu khi họ đã có được chức vô địch LPL mùa xuân 2021 và sau đó là cả danh hiệu MSI 2021. Sang tới tuần thi đấu cuối cùng của LPL mùa hè 2021 thì cỗ máy chiến đấu mang tên Royal Navy Keep Up dường như vẫn chưa thể bị ngăn cản. Và ngày hôm qua, ngày 3 tháng 8, RNG cũng vừa hạ gục Team WE để mang về trận thắng thứ 9 liên tiếp của mình tại giai đoạn vòng bảng LPL mùa hè 2021. Với chuỗi phong độ ấn tượng như vậy, sẽ không quá bất ngờ khi Xiaohu và những người đồng đội thắng nốt Bilibili Gaming và kết thúc giai đoạn vòng bảng này với 10 trận thắng liên tiếp. Tiếp bước Hà Tiểu Phu, cựu đội trưởng Acer Fest chính thức gia nhập tổ chức từng vô địch chung kết thế giới Gen Z Esports. Khi mà câu chuyện về việc hot streamer Hà Tiểu Phu bất ngờ đầu quân cho tổ chức Fredrik Bryan thuộc LCK vẫn còn chưa hết nóng hổi thì mới đây, cộng đồng game thủ Liên minh Huyền thoại Việt lại thêm một fan phát sốt. Chỉ cách đây ít phút, Gen Z Esports tổ chức sở hữu 2 chức vô địch chung kết thế giới và hiện đang là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch LCK mùa hè 2021. Đã thông báo về việc chiêu mộ một tên tuổi gạo cội khác của cộng đồng Liên minh Huyền thoại Việt Nam, hot streamer Zcom. Chào mừng Zcom đến Gen Z, người sáng tạo nội dung mới của chúng tôi.
Chúng tôi rất mong chờ được đón những sản phẩm mới của bạn dưới mái nhà Gen Z. Gcom, tên thật là Vũ Đức Duy, hay còn được biết đến với nickname Lucky Man, thường được biết đến với tư cách là cựu tuyển thủ Liên minh huyền thoại chuyên nghiệp của Hà Nội Fed, sau này là Acer Fed. Anh là một trong những ngôi sao nổi bật của Liên minh huyền thoại miền Bắc giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2014. Dù sự nghiệp đánh chuyên có phần lận đận, nhưng khi chuyển sang công việc streamer, Gcom lại gặt hái được khá nhiều thành công ngoài mong đợi và trở thành một tên tuổi đình đám trong giới content creator về mảng Liên minh huyền thoại. Gcom hiện đang sở hữu fanpage Facebook với 140.000 người theo dõi và lượng tương tác khá cao khi stream trên nền tảng Facebook Gaming. Việc khai thác chuyên sâu nội dung về Liên minh huyền thoại cũng như rất chịu khó tìm hướng đi mới trong việc tạo content có lẽ là lý do khiến Gcom lọt vào tầm ngắm của tổ chức Gen Z Esports. Kể từ khi Box Studio chính thức sở hữu bản quyền phát sóng của giải đấu LCK tại Việt Nam, có vẻ như là một sợi dây liên kết giữa các tổ chức Liên minh huyền thoại, xứ sở Kim Chi với cộng đồng game thủ Việt đã được hình thành. Cách đây không lâu, cũng chính Gen Z Esports là tổ chức khai màn cho mối liên kết này khi công bố chương trình tuyển dụng tài năng tại Việt Nam với mục tiêu tìm kiếm những ngôi sao trẻ của Liên minh huyền thoại Việt để đào tạo, phát triển trong môi trường chuyên nghiệp đỉnh cao của LCK. Tiếp đến là thông tin về việc Hà Tiệp Phu đặt dấu tiên phong khi gia nhập tổ chức Freddy Bryan và tới giờ là Gcom. Có một điều khá chắc chắn rằng bên cạnh Hà Tiệp Phu hay Gcom sẽ còn rất nhiều cái tên lớn của Liên minh huyền thoại Việt Nam sẽ có cơ hội hợp tác với tổ chức tại LCK trong tương lai và viễn cảnh người hâm mộ Việt được tiếp cận những góc nhìn mới mẻ về giải đấu. Môi trường, tuyển thủ của giải đấu này sẽ không còn xa lạ nữa khi các sản phẩm sáng tạo nội dung có sự góp sức từ các tổ chức Pro hay Gen Z được Hà Tiệp Phu, Gcom cho ra đời trong tương lai. Vừa trở lại đội tuyển cũ, huấn luyện viên Danny đã được Khan khen nức nở. Tôi cực kỳ kinh ngạc vì kiến thức của anh ấy. LCK mùa hè 2021 đang tiến đến những trận đấu cuối cùng của giai đoạn vòng bảng và cho đến thời điểm hiện tại, top 6 vào vòng playoff gần như đã được đoán định và không có quá nhiều cơ sở có thể xảy ra bất kỳ cơn địa chấn nào. Trong số các đội, có lẽ chỉ riêng nhà đương kim vô địch mùa xuân Dawonkia vẫn được đánh giá khá cao cho chức vô địch. Dù phong độ của đội tuyển này kể từ sau MSI 2021 có phần hơi khó đoán. Bởi lẽ bên cạnh việc giữ nguyên đội hình cùng nhau vô địch LCK mùa xuân 2021, Dawonkia còn đón chào sự trở lại của người cũ Danny. Việc quay trở lại mái nhà xưa dù chỉ ở vị trí phân tích viên của Danny không khác nào giúp Dawonkia gia tăng thêm sức mạnh khi vị huấn luyện viên này luôn được đánh giá cao về mặt chuyên môn. Chưa kể ngoại trừ Nuguri đã chuyển sang FunPlus Phoenix thì 4 trên 5 vị trí hiện tại của Dawonkia đều là học trò cũ của Danny. Phần người thay thế cho vị trí của Nuguri, đại hãn Khan, đây là lần đầu tiên anh hợp tác với vị huấn luyện viên trưởng từng vô địch chung kết thế giới này. Tuy nhiên, theo như tuyển thủ đường trên của Dawonkia cho biết, anh hoàn toàn thoải mái, thậm chí còn có phần ngạc nhiên trước những gì mà huấn luyện viên Danny thể hiện. Tôi thực sự ngạc nhiên trước khả năng phân tích meta của huấn luyện viên Danny. Anh ấy nắm bắt meta rất nhanh và cần phải làm gì để mạnh hơn cho meta mới. Huấn luyện viên Danny đã quá quen thuộc với phần còn lại của đội, nên Danny không gặp bất kỳ vấn đề gì trong việc bắt nhịp lại chúng. Trên khía cạnh chiến thuật, tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ cải thiện nhanh chóng. Anh ấy thường nói chuyện với tất cả chúng tôi về định hướng của đội và trong quá trình đó, chúng tôi sẽ hiểu bản thân mình phải làm những gì. Có thể thấy rằng, tuy là người lạ so với các thành viên khác trong mối quan hệ với huấn luyện viên Danny, nhưng Khan đang bắt nhịp rất nhanh và bản thân anh cũng cảm thấy sự góp mặt của Danny giúp Dawonkia rất nhiều trong hành trình chinh phục chức vô địch LCK cũng như sắp tới là chung kết thế giới. Với lực lượng đang có thể xem là toàn diện nhất, các fan Dawonkia hoàn toàn có thể tin họ sẽ bảo vệ thành công chức vô địch khu vực cũng như ở chung kết thế giới sẽ diễn ra tại Trung Quốc sắp tới. Ngất ngây với bộ ảnh cosplay Zenix đẹp hơn cả bản gốc. Từ lâu Liên minh huyền thoại đã là đề tài vô tận và là nguồn cảm hứng ra đời của những bộ cosplay ngất ngây lòng người. Cùng với sự phát triển của công nghệ hiện đại và truyền thông, xu hướng cosplay dần được đầu tư kỹ càng hơn và phổ biến hơn ở khắp mọi nơi trên thế giới. Tại hội nghị và triển lãm giải trí kỹ thuật số Trung Quốc China Joy 2021 đã xuất hiện một khu vực dành riêng cho cosplay của vị tướng xạ thủ Zenix. Những hình ảnh tại buổi triển lãm khiến người hâm mộ phải trầm trồ về sự đầu tư về trang phục, make-up, thần thái vì quá giống với Zenix, thậm chí được đánh giá là đẹp hơn cả bản gốc. Nhiều fan hâm mộ đã để lại những bình luận khen không tiếc lời dành cho màn cosplay này.
Zinix là một vị tướng rất được yêu thích ở cả hai tựa game là Liên minh huyền thoại phiên bản PC và Liên minh huyền thoại tốc chiến. Vị tướng này nổi tiếng với vẻ ngoài tinh quái, nghịch ngợm, đồng thời cũng rất mạnh mẽ trong chiến đấu. Không chỉ là những game thủ nam mà còn các game thủ nữ cũng rất mê mẩn Zinix. Viego ăn no hành trong phim ngắn cuối cùng của Vệ binh ánh sáng, game thủ thất vọng vì cái kết thiếu hoành tráng. Vừa qua, Liên minh huyền thoại tiếp tục cho ra mắt tựa phim ngắn Sự giải thoát với nội dung về trận chiến cuối cùng của đội Vệ binh ánh sáng đối đầu với vua suy vong Viego. Với thời lượng hơn 5 phút, bộ phim tiếp tục ghi điểm là việc lột tả được hình ảnh si tình đến điên dại của gã hôn quân này. Dẫu vậy, Sự giải thoát không giống như phần lớn những ấn phẩm trước đó của công ty giải trí Riot, lại không nhận được nhiều sự đón nhận tích cực từ khán giả. Một trong những lý do cụ thể có lẽ là bởi diễn biến có phần hơi nhạt của cuộc đại chiến mà người hâm mộ đã đặt kỳ vọng sẽ là Endgame phiên bản Liên minh huyền thoại. Đội Vệ binh ánh sáng thiếu vắng rất nhiều cái tên như Rengar, Riven, Irelia, Pai trong trận chiến này, và tổ hợp Senna, Lucian, Grave, Vayne, Arsene, Gven cũng đã chưa mang lại bất kỳ ấn tượng nào. Ngoài trừ Gven và Senna có nhiều đất diễn, thì tướng mới Arsene dù là người đánh đòn quyết định giải thoát cho linh hồn của hoàng hậu Iso lại được khắc họa rất nhạt nhòa. Các vị tướng hầu như không thể hiện được yếu tố đặc trưng của họ, mà chỉ đơn giản là bắn, bắn và bắn. Đội Vệ binh ánh sáng đã nhạt, phe suy vong còn thảm hơn. Vị tướng suy vong duy nhất xuất hiện bên cạnh trùng cuối Viego là Patheon, nhưng trái ngược lại hoàn toàn với mong đợi chiêm ngưỡng sức mạnh của một thượng nhân suy vong. Tất cả những gì Patheon thể hiện trong bộ phim là dơ khiên đỡ đòn. Viego vẫn thể hiện sức mạnh áp đảo, ít nhất là xứng tầm boss cuối, và cái cách mà hắn ta bị hạ gục có thể tạm chấp nhận được. Bởi Viego chỉ dồn hết tâm trí vào việc hồi sinh người vợ đã mất, và ý chí chiến đấu của hắn ta đã hoàn toàn tắt ngấm khi mục tiêu này thất bại. Nhìn chung, với tư cách là một bộ phim có nội dung về trận đại chiến quan trọng bậc nhất trong sự kiện đại suy vong, thì Absolution thực sự không đã, nếu không muốn nói là chất lượng có phần thụt lùi so với các phần phim trước. Cộng đồng cũng có lý do để thông cảm với đội ngũ của Riot Games vì không dễ để cho ra đời một sản phẩm ấn tượng trong bối cảnh đại dịch hoành hành hiện tại. Bản tin nóng 549 đến đây là hết rồi. Hẹn anh em ở những số tiếp theo trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.